mình là Kiều Minh đây. Hôm nay bố mình sẽ dạy mình gấp quần áo và các bạn nhé. Xin chào các bạn, mình là Ba Thiện của Tiến Minh. Hôm nay Ba Thiện sẽ hướng dẫn Tiến Minh cùng các bạn cách gấp quần áo. Các bạn nhớ theo dõi hết video để cùng Tiến Minh học cách gấp quần áo để các con có thể là giúp đỡ bố mẹ cũng như các con có thể là tự lập được. Các con nhé. Bây giờ trước khi gấp quần áo thì ba muốn dạy các con về mặt trái mặt phải của áo và quần. Áo và quần thì thường có mặt trái và mặt phải các bạn nhé. Như mặt ba đang cầm đây là mặt trái. Mặt trái thì thường có những cái đường khâu như thế này, còn mặt phải thì không có. Và những cái đây các bạn có thể nhìn thấy, thường thì mặt trái thì màu trắng không có hình thù gì cả, còn mặt phải thì có như này đây. Trước khi gấp thì các con phải nội ngược nhé. Tiến Minh làm cùng ba nào. Đấy, các con phải nội hết áo từ mặt trái qua mặt phải, vì khi giặt quần áo thì thường ba mẹ sẽ nội từ mặt phải sang mặt trái các con nhé. Đây, sau khi nội mặt trái qua mặt phải thì các con trải đều áo như này. Và trước khi các con gấp quần áo thì các con phải vuốt phẳng áo. Vuốt phẳng áo thì các con dùng hai bàn tay con đặt lên áo như này, và các con vuốt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Đấy, thấy chưa? Hai tay áo chuỗi ra như này. Đấy, sau khi đã trải phẳng như này thì các con cầm hai tay vào hai phần vai của áo như này, các con úp ngược xuống. Đấy, thấy chưa? Xong là các con căn chiếc áo này ra là ba phần, thì các con gấp vuông như này một phần. Đấy, đấy nhá. Đây. Các con phải chú ý từ vạch dưới này lên vạch trên này tạo thành một đường thẳng. Được chưa? Bên này cũng làm ngược lại như vậy. Đấy, được chưa? Đấy, đấy, các con chú ý này, hai bên này tạo thành một đường thẳng. Đấy, được chưa? Bắt đầu từ bên dưới này các con 1/3 các con gấp ngược lên. Đấy, gấp ngược lên, đúng rồi. Xong có con vuốt ngang như này. Đấy, xong là con gấp lên phần còn lại. Được chưa? Đấy, xong các con cầm hai cái tay ở trên này, các con ngược lên. Đấy, xong. Đấy, đã xong phần là chiếc áo. Đấy, không để nó góc kia. Tiếp theo thì ba sẽ hướng dẫn các con về gấp quần. Gấp quần thì cũng tương tự gấp áo, thì chúng ta sẽ nội ngược. Đây, quần thì có những cái vết may này. Đấy, các con phải phân biệt được mặt trái mặt phải. Các con cũng trải ngang như thế này. Được chưa? Gấp quần thì đơn giản hơn gấp áo. Gấp quần thì các con chỉ gấp hai ống lại với nhau như này thôi. Đấy chưa? Các con vuốt thẳng. Sau các con cũng chia, ví dụ như quần ngắn này thì các con chia hai phần, các con gấp lại ngược lại như này. Còn quần dài thì các con chia làm ba phần. Đấy chưa? Đấy, con ngược lên như này. Rồi xong một chiếc quần. Rất đơn giản phải không ạ? Tiếp theo là áo sơ mi. Đấy, áo sơ mi. Áo sơ mi thì các con cũng nộn ngược từ mặt trái qua mặt phải như này. Đấy, các con trải thẳng như này. Các con tạo hình chiếc áo mặt trước như này. Các con lưu ý là các áo sơ mi thì có cài cúc, thì các con cài hai cái cúc trên cùng và cúc dưới cùng như này để cho áo đỡ sập sạch, và khi mặc thì các con tháo cúc ra để con mặc. Thấy chưa? Tiếp theo thì các con cũng trải thẳng ra. Thấy chưa? Bẻ cổ áo vuông xong cũng giống như áo không cổ, thì các con cầm hai tay vào vai như này, các con úp áo xuống. Thấy chưa?
Tương tự áo thun cổ các con chia làm 3 phần. Các con gấp áo như này. Đấy, chú ý cái đường này là phải thẳng nhá. Đấy. Đối diện bên này. Từ trên xuống dưới là phải tạo một đường thẳng. Đấy chưa? Đấy. Xong các con chia làm 3 phần. Đấy. Được chưa? Các con lại chia một phần nữa, con gấp như này. Sau các con cầm hai tay như này, hai tay ở trên này. Đấy. Các con ngửa lên. Ok, xong các con chỉnh lại cổ áo cho vuông là như ba này. Đấy. Hoàn thành, con để lên đây. Đấy. Tiến Minh để đây. Đấy, con quanh được lại như này. Đấy. Rất đơn giản phải không các bé? Đấy, hy vọng là qua video này thì các con có thể là tự gấp được quần áo của mình để các con giúp đỡ bố mẹ, và các con có thể là tự lập được. Hiện tại này các con bắt đầu vào lớp 1 thì các con đã có thể làm được cái việc gấp quần áo giúp đỡ bố mẹ rồi. Hy vọng qua video này thì Tiến Minh và các bạn sẽ biết được cách gấp quần áo để giúp đỡ bố mẹ cũng như tự lập cho bản thân mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, xin cho một like và đăng ký kênh để ba con mình sẽ làm những video hay bổ ích hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào. Thank you.